Xin chào quý vị và các bạn. Trong một số trường hợp, khách hàng mua chiếc máy giặt cửa ngang nguyên hộp mới 100%, nhưng khi nhân viên giao hàng của nhà bán hàng đến thì thấy nó bị chảy ra nước, chảy ra vỏ ở một góc của vỏ thùng, hoặc khi mở cái ngăn xả cặn có một chút nước bên trong, khiến cho khách hàng nghi ngờ đây có thật sự là chiếc máy giặt mới hay không. Tại sao máy giặt mới lại có nước, hay là máy giặt này đã sử dụng rồi lại đóng hộp bán cho mình? Thì có một số anh em khi vận chuyển lắp đặt thì người ta có thể không hiểu rõ và không giải thích kỹ được, khiến cho khách hàng vẫn chưa cảm thấy tin. Và khi khách gọi điện về số tổng đài chăm sóc khách hàng, ví dụ như là khách hàng gọi mua máy giặt Electrolux gọi về số 1800588899 chẳng hạn, thì sẽ kết nối trực tiếp với tổng đài viên. Có trường hợp thì cái tổng đài viên TDC đấy họ hiểu thì họ giải thích thì lại không sao, nhưng có trường hợp họ không biết, họ cũng trả lời rằng máy giặt mới thì làm gì có nước bên trong. Thế là cái việc nó mâu thuẫn giữa người mua và người giao hàng đến, nó tiến thoái lưỡng nan, rất là khó giải quyết. Thì ở đây tôi xin phép là tôi mở một chiếc máy giặt nguyên hộp và tôi đang trưng bày tại showroom đây. Thì như này, tất cả các máy giặt cửa ngang mới nguyên hộp thì trong máy đều có một chút nước, nó vào khoảng trên dưới 100ml. Máy càng mới thì càng nhiều nước hơn, và máy càng để lâu thì nước ở trong đó nó đã bị bay hơi đi mất một phần, nó sẽ ít đi. Và khi các bạn vận chuyển máy giặt nên chở theo tư thế đứng như thế này, đừng để nó nằm xuống, nước có thể bị chảy ra ngoài, chảy ra cái góc bao bì, khiến cho cái người mua họ rất không hài lòng và nghi ngờ. Thì đây tôi mở thử cho các bạn xem, ở ngăn xả cặn của bất kỳ chiếc máy giặt cửa ngang mới nào cũng đều có nước bên trong. Nguồn gốc nước là do trong quá trình sản xuất họ đã kiểm định và có nước. Đây các bạn có thể nhìn thấy, tôi đang mở thử đó. Ở đây tôi mở 1-2 lần rồi cho nên nó còn ít như này, chứ con máy nó còn có nhiều hơn. Trong trường hợp như này thì cả người mua và người bán thì có thể dở một cái quyển catalog mà nó có sẵn ở trong máy. Thì ở đây tôi dở sẵn rồi. Thì trong quyển catalog họ đã ghi rất rõ là máy giặt mới có nước bên trong. Đây các bạn có thể nhìn, máy giặt mới có một chút nước bên trong để đảm bảo rằng cái máy giao đến nhà bạn có thể hoạt động trong tình trạng tốt nhất, hoàn hảo nhất. Đó. Thì qua video này tôi cũng hy vọng là có một số trường hợp nào đó thì các bạn có thể giải quyết và giải thích cho khách, và không nên vận chuyển máy giặt theo chiều nằm ngang, hãy chở đứng như thế này thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn.